bạn thân mến, nhà thơ Trế Lan Viên đã từng viết một bài thơ rất xúc động về tình mẫu tử như thế này. Con còn bé trên tay, con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ hát, có cánh cò đang bay. Con cò bay la, con cò bay là, con cò cổng phủ, con cò đồng đăng, cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn. Con có mẹ con chơi rồi lại ngủ, con cò ăn đêm, con cò xa tổ, cò gặp cành mềm, cò sợ sáo măng. Ngủ yên, cò ơi chớ sợ, có cành mềm mẹ đã sẵn tay nâng, trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân. Con chưa biết con cò con vạc, con chưa biết những cành mềm mẹ hát, sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Không biết bao giờ, hình ảnh người mẹ dịu hiền đã trở đi trở lại trong những áng thơ áng văn, và khiến cho biết bao nhiêu những độc giả của thế hệ này xúc động vô cùng. Các em có còn nhớ không, là trong một thiên truyện mang tựa đề Vợ Nhặt của mình, nhà văn Kim Lân cũng đã xây dựng rất thành công hình tượng của một người mẹ. Đây là hình ảnh của một người mẹ hiền từ, vị tha và yêu thương con hết lòng. Đó chính là nhân vật bà Cụ Tứ. Và chị là Minh Hiên. Ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học nói về nhân vật bà Cụ Tứ trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Có thể thấy rằng đây là một trong số những hình tượng nhân vật đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Bà Cụ Tứ xuất hiện ở phần cuối truyện với dáng hình lọng khọng, với một tiếng ho húng hắng và những thanh âm lẩm bẩm tính toán trong miệng một mình. Chỉ cần thoạt đọc đến đây thôi, chúng ta đã hình dung ra đó là hình ảnh của một người phụ nữ, một người mẹ già mang trong mình cả một cuộc đời lam lũ vất vả, dằng dặc những âu lo và bất hạnh. Cứ thế, bao nhiêu bão tố ập lên đôi vai nhỏ bé của bà. Nuôi con một mình trong gia cảnh túng quẫn bần hàn, người mẹ này đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Thế nhưng những điều không vui cứ liên tục ập lên khi chồng chết, con chết, rồi thì hai mẹ con lưu lạc đến xóm ngủ cư. Bà sống cùng con trai trong một căn nhà tồi tàn và rách nát. Đối với bà Cụ Tứ, việc con trai của mình đột nhiên có vợ quả thực là một sự rất đỗi bất ngờ. Ban đầu khi trở về nhà, bà vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ xuất hiện trong nhà mình. Bà tự đặt ra trong đầu những câu hỏi: quái lạ, sao lại có người đàn bà nào trong đó nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Là thế nào nhỉ? Trước sự bất ngờ trong lòng người mẹ già đang ngổn ngang những suy nghĩ và thắc mắc, sự kiện con trai có vợ đã khiến cho bà ban đầu không thể tin được, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bao nhiêu câu hỏi chính là bấy nhiêu những rối bời, những thắc mắc ở trong lòng bà. Rồi để đến khi hiểu ra cơ sự thì trong lòng bà chợt trào lên biết bao nỗi niềm, là sự tủi hờn, là cảm xúc vừa mừng, vừa vui, vừa lo. Bà lão cúi đầu nín lặng. Lòng người mẹ nghèo ấy vừa hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót xa. Bà xót xa cho số kiếp của con mình, bà xót xa cho số kiếp của nàng dâu bất hạnh đó. Và trong giây phút ấy, trước hạnh phúc của con, người mẹ già trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu những suy tư khác nhau. Nhìn người đàn bà kia, bà nghĩ về cuộc đời bất hạnh của mình. Giây phút ấy dường như là giây phút bà cảm thấy thật đỗi xót xa. Hạnh phúc của con trai khiến cho gương mặt của người mẹ già khổ hạnh cũng có đôi phần rạng rỡ hẳn lên. Thế nhưng sau sự hạnh phúc lại là một nỗi buồn tủi. Người ta dựng vợ gà chồng cho con cái của mình trong lúc gia đình ăn nên làm nổi. Thôi thì bổn phận của người làm mẹ đã chẳng lo được gì cho các con, bà nghĩ. Người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình thì cũng mới có vợ. Biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, bà đã tự an ủi và trấn an mình, nhưng biết bao nhiêu âu lo trong lòng người mẹ già vẫn cứ canh cánh. Những trăn trở ấy có căn nguyên bắt đầu từ tình thương của người mẹ dành cho người con. Không biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? Nhưng rồi, sau tất cả, tấm lòng nhân hậu của người mẹ già vẫn luôn rộng mở cho những đứa con của mình. Thôi thì, các con phải duyên vài kiếp với nhau,
U cũng mừng lòng. Lời nói giản dị chân chất của một người mẹ hiền cũng là minh chứng cho sự bằng lòng của bà dành cho hôn sự của các con. Là người giữ lửa cho gia đình, bà cũng đang nhen lên niềm hy vọng về tương lai tươi sáng cho những đứa con. Bằng sự cảm thông chia sẻ, sự nhân hậu của một người mẹ, bà nhìn cô con dâu bằng tất cả sự xót thương chứ không hề coi thường. Bà nghĩ đến việc phải có dăm ba mâm cho phải lễ, trân trọng lễ nghĩa cũng là sự trân trọng nàng dâu mới bằng tất cả sự khoan dung và vị tha của một người mẹ nghèo. Về hình ảnh bà cụ Tứ, Kim Lân đã có đôi lần rất trọng tâm để khi miêu tả những giọt nước mắt của người mẹ già rơi xuống. Người già, nước mắt được trân quý như châu như ngọc. Những giọt nước mắt cảm động hạnh phúc của người mẹ nghèo, khóc vì ngạc nhiên, khóc vì hạnh phúc và khóc vì lo lắng cho tương lai những đứa con của mình. Trong không gian ảm đạm và cái tối, cái sặc mùi của chết chóc, bà cụ Tứ là ánh lửa ấm áp thắp lên chan chứa yêu thương. Bà tự tay chuẩn bị bữa cơm đầu tiên, gọi món cháo cám với cái tên thật hóm hình là chè khoán. Bà bắt đầu kể những câu chuyện vui, nhen nhóm và thắp lên biết bao yêu thương, hy vọng về tương lai trong căn nhà nhỏ này. Tình cảm của bà cụ Tứ dành cho những đứa con của mình là tình mẫu tử sâu nặng, thể hiện đạo lý tốt đẹp của con người Việt Nam, sự cưu mang che chở, sống nhân ái, yêu thương nhau. Đây cũng là một trong số những nhân vật điển hình cho tuyến nhân vật của Kim Lân. Mặc dù sống trong khổ đau và bất hạnh, nhưng vẫn luôn hướng mình về ánh sáng, sự lạc quan và tin tưởng vào hạnh phúc trong cuộc đời nhất định sẽ tới. Nhân vật bà cụ Tứ cũng là một trong số những nhân vật điển hình, tiêu biểu cho hình ảnh của người mẹ Việt Nam, yêu thương các con hết mực, sẵn sàng hy sinh tất cả cho những đứa con của mình. Lại quay trở lại với những vần thơ vô cùng quen thuộc của nhà thơ Chế Lan Viên. Chế Lan Viên đã viết như thế này để trấn an đứa con của mình trong giấc ngủ. Ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên, cho cỏ trắng đến làm quen. Cỏ đứng ở quanh nôi rồi cò vào trong tổ. Con ngủ yên thì cò cũng ngủ, cánh của cò hai đứa đắp chung đôi. Mai khôn lớn con theo cò đi học, cánh trắng cò bay theo gót đôi chân. Lớn lên, lớn lên, lớn lên, con làm gì? Con làm thi sĩ. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ, trước hiên nhà và trong hơi mát câu văn. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, cò sẽ tìm con, cò mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. À ơi, một con cò thôi, con cò mẹ hát, cũng là cuộc đời, vỗ cánh qua nôi. Ngủ đi, cho cánh cò cánh vạc, cho cả sắc trời, đến hát quanh nôi. Chúng ta cảm nhận được những tình cảm thật tốt đẹp mà mỗi người mẹ đều dành cho những đứa con của mình. Và ngày hôm nay, khi tìm hiểu về hình ảnh của bà cụ Tứ, một người mẹ Bắc Bộ tiêu biểu trong truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, chúng ta lại một lần nữa khắc ghi thêm điều mà Chế Lan Viên đã từng chia sẻ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã theo dõi phần audio văn học này. Và chị em mình sẽ cùng quay trở lại với nhau trong phần audio văn học tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.